Trong thời gian vận động tranh cử, Tổng thống Donald Trump từng dặn sẽ đánh thuế nặng đối với hàng hóa từ Trung Quốc và Mexico. Nay hai nước này lại ngồi lại với nhau để thảo luận về một thỏa ước mậu dịch riêng. Theo tin của đài truyền hình CNN, thì đại sứ Trung Quốc ở Mexico khẳng định rằng Trung Quốc sẵn sàng để nói chuyện với Mexico về một thỏa ước tự do mậu dịch. Tổng thống Mỹ dự tính gặp Tổng thống Mexico trong tuần này tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Đức. Việc hai tổng thống gặp nhau là điều quan trọng đối với cả Mỹ và Mexico. Trong khi đó, Thứ trưởng Kinh tế Mexico dự trù sẽ viếng thăm Trung Quốc vào tháng 9 này. Trung Quốc là thị trường to lớn, nhưng giới chuyên gia nói rằng chưa chắc Trung Quốc có thể thành một đối tác chính mua hàng của Mexico vì lý do là hai nước ở cách nhau quá xa. Cũng như Hoa Kỳ, Mexico mất rất nhiều việc làm trong ngành sản xuất từ Trung Quốc gia nhập tổ chức Mậu dịch Thế giới vào năm 2001 và Mexico buộc phải hạ thấp thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Một thỏa ước mậu dịch sẽ khiến thuế nhập khẩu đối với hàng Trung Quốc lại càng giảm thêm nữa, tạo thêm nguy cơ đối với việc làm ngành sản xuất ở Mexico.